60 mét thì sao? Bật đi nhanh. Nếu mà tiền nó có cái béo gì đâu mà nó cũng... Mà tiền nó đơn giản thì nó vô không cầu thì bắt kẹp vào cái chỉ. Rồi, nhưng đúng rồi chị ạ. Thằng, mấy thằng làm mấy ngày rồi bật tiền đấy. Đấy, chị Pháo cũng có đấy. Luôn. Bố tầm của Tùng ạ? À? Gần như nhận bạc này. Hơn nữa là cũng là gì? Thấy tầng thấp nữa rồi. Tầng 2 mấy. Thấp sao nữa. Tầng nhé. Đấy, chục triệu đấy. Nó ra sẹo vậy, gần chục đấy. Đây mà nó còn mới đánh đời, chưa được 5 triệu. Thì vậy ạ. Cho đến giảm nhanh. Các bạn vừa về chồng Tết rồi, thì có cày thì không phải chứ ra. Bố mẹ cũng nghỉ luôn, giờ thì ạ, mệt cũng cày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mình nhé, nó kiểu gì? Cái điện này. Nó đang làm cái điện. Cái điện này đang làm cái ra đây. Nó đang sống ạ? Cái đám như này như thế. Qua cái bạc kết đầu mà hỏi. Bạc kết nó kết không? Kết là xây bộ ạ? Không, mà vợ kết ạ. Đi bộ sát với bà này, đi bộ sát. Nghe chồng. À đi được, hôm qua ông Thọ bảo làm vậy. Hôm qua thì bà kia bảo vào bảo thế con đi ông bạn đi nữa. Người họ đéo rồi, như vậy là đi nào. Ở đây là tối. Một đứa nhầm nhớ kìa. Vâng. Thọ nhận được mối đấy.